có bị ra khí hư hay không, cái bạn có bị ngứa âm đạo hay không. Nếu bạn đang bị khí hư hay ngứa tức là bạn đang có cái viêm nhiễm vùng kín. Cái việc mà mình bị đau rát khi quan hệ thì đầu tiên là bạn phải check cho bác sĩ xem là này là bạn có bị ra khí hư hay không, cái bạn có bị ngứa âm đạo hay không. Nếu bạn đang bị khí hư hay ngứa tức là bạn đang có cái viêm nhiễm vùng kín và viêm nhiễm âm đạo, và mình phải đi gặp bác sĩ để điều trị hết cái viêm nhiễm này đi. Ngoài ra thì nếu bạn không có cái tình trạng đấy xảy ra mà cái đau rát nó chỉ xảy ra sau khi bạn quan hệ thôi, thì có thể là này do trước khi quan hệ bạn chưa có cái giai đoạn màu đầu dẫn đến tình trạng là này là vốn là cái âm đạo của bạn nó tiết dịch ra không đủ, nó không đủ trơn, làm cho khi mà bạn quan hệ nó đưa ra đưa vào ấy, thì làm cho cái xây sát cái thành âm đạo nó giống như kiểu mình có cái tay này, mình cứ cạo thì tự nhiên cái thành âm đạo nó bị, cái da nó bị xây sát và nó gây ra chảy máu, và về sau khi quan hệ xong mình sẽ rát. Các bạn có biết là này là âm đạo ấy, thì nó là vùng vốn nó không phải là cái lớp như là ngoài da mà là lớp niêm mạc, và vì thế nó rất nó mềm hơn và nó dễ bị tổn thương hơn so với cái vùng da bên ngoài, nó dễ bị sức hay bị xây sát hơn nếu khi mà mình làm mạnh hoặc quan hệ mạnh. Một cái giải pháp mà bạn có thể áp dụng đấy là này, sử dụng các cái bôi trơn. Mình có thể dùng gel bôi trơn, hoặc là cái gel bôi trơn thì ở ngoài rất là nhiều. Mình có thể bôi trơn ở âm đạo trước. Cái việc mà bôi trơn ở âm đạo trước thì sẽ làm cho việc quan hệ của mình nó dễ dàng hơn. Nhưng ngược lại, nó cũng có là một yếu tố có thể làm cho cái cảm xúc của mình nó kém đi. Vì lá này là nó trơn quá rồi, làm cho cái tiếp xúc, cái mạ sát nó kém đi, và nó làm cho mình sẽ cảm giác thấy rằng là khó chịu, không còn thấy hứng thú nữa. Vì thế nên tất cả những cái giải pháp đấy, bác sĩ Cường nghĩ là này nó chỉ là giải pháp tình thế thôi. Bạn hãy tìm cái nguyên nhân, cái gốc của vấn đề để giải quyết. Có thể cái gốc đấy rất là khó giải quyết, nhưng mà mình tìm cái nguyên nhân gốc mình giải quyết một cách triệt để thì nó sẽ dễ mà đạt được hiệu quả hơn, nó sẽ thành công hơn và nó sẽ được bền chặt và lâu dài hơn. Cái tiếng xì hơi này thì nó liên quan đến cái phần cấu tạo về phần giải phẫu. Tức là nếu mà âm đạo của bạn, nhưng mà thực ra bác sĩ Cường nghĩ là này, là với những người mà chưa sinh em bé thì âm đạo vốn không rộng, và tiếng xì hơi nó chỉ hay xảy ra với những người mà đã sinh thường thôi. Các bạn sinh thường thì âm đạo bạn ấy bị rộng, và khi nó bị rộng thì bạn mình cứ hình dung là như này: bạn có một cái quả bóng, khi mà bạn bơ thổi quả bóng nó phồng to ra, xong bạn mở ra thì nó sẽ có tiếng như tiếng huýt gió từ bên trong nó đẩy ra. Đấy là này do cái việc nén không khí nó bị thoát ra một cái lỗ này, nó đẩy ra ngoài. Thì thường nó chỉ xảy ra với những bạn mà đã sinh em bé thôi, chứ còn những bạn mà chưa sinh em bé thì cái này nó hơi lạ, thì chắc là bạn vẫn phải đến khám trực tiếp để kiểm tra thì mới có đánh giá được, chứ còn nếu không thì đúng là này là khó để mà tư vấn chính xác cho mình nguyên nhân là sao.